Những nhân vật yếu kém nhất ở trong sử lấy khắc thất quái. Ok, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của LTG. Chúc anh em có một ngày học tập và làm việc thuận lợi nhé. Như anh em cũng đã biết, Đấu La Đại Lục đã được nối tiếp sang phần thứ 2. Và cả hai tác phẩm đều có bối cảnh của sử lấy khắc học viện. Và điển hình chính là sử lấy khắc thất quái. Tất nhiên đây chính là 7 người mạnh nhất của học viện. Tuy nhiên, có một điều anh em sẽ để ý kỹ sẽ thấy, có một số nhân vật trong hai thế hệ thất quái không có nhiều tác dụng ở trong phim, thậm chí hiện tượng này còn không hề giảm bớt mà còn được tăng cường nhiều hơn. Trong nội dung ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu những nhân vật này, xem họ có điểm gì giống nhau và nguyên nhân nào khiến họ trở thành một kẻ không có quá nhiều tác dụng. Đừng quên bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tôi nhé. Đầu tiên, phân loại vô dụng. Trong nội dung của tập 5 Tuyệt Thế Đường Môn được phát sóng gần đây, Chu Yi đã giới thiệu chi tiết một số hệ thống của hồn sư. Từ xưa tới nay, vũ hồn của hồn sư được chia ra các hệ như là hệ cường công, hệ mẫn công, hệ phụ trợ, hệ thực vật, hệ khống chế và hệ phòng ngự. Và hệ mẫn công, cá nhân mình nghĩ đó là loại hồn sư ít thực tế nhất. Trong hai thế hệ của thất quái, ta thấy Chu Trúc Thanh thế hệ thứ nhất và Giang Nam Nam thế hệ thứ hai hầu như không có vai trò gì quá quan trọng, thậm chí càng về sau càng kém hiệu quả. Cho đến khi họ trở thành khán giả của toàn đội, mặc dù cũng có sức mạnh tấn công, nhưng khả năng chính là tốc độ và trước mặt kẻ mạnh thực sự, một tốc độ không thể bù đắp khoảng cách. Điều này khiến cho đòn tấn công của bọn họ rất yếu trước những đối thủ mạnh mẽ. Chẳng hạn như họ gặp một đối thủ mạnh hệ phòng ngự với tốc độ, họ không thể nào đột phá được lớp phòng ngự của đối phương để gây ra sát thương vào cơ thể. Vì lẽ đó, mẫn công là một hệ tù luyện được cho là kém nhất trong tất cả các hệ. Tuy nhiên, nó cũng có một số tác dụng, chứ không hoàn toàn phế. Ví dụ như, nếu quyết chiến với hồn sư hệ phụ trợ hay là thực vật, họ sẽ nhanh chóng áp sát và kết thúc cuộc chiến. Nhưng ở trong một đoàn đội thì lại hoàn toàn khác. Có thể nói rằng hai hồn sư hệ phụ trợ và thực vật sẽ là mấu chốt của cả đội ngũ. Vì lẽ đó, các hồn sư hệ phòng ngự sẽ cố gắng hết sức bảo vệ thật tốt hai vị trí quan trọng này. Chưa kể, hồn sư hệ thực vật cũng có thể tấn công, ví dụ như là áo tư táp, sức tấn công cũng không hề yếu. Còn ở Đấu La Đại Lục phần 2 Tuyệt Thế Đường Môn, nói về Hòa Thái Đầu thì thôi, khỏi phải bàn, được mệnh danh là hủy diệt chi thần, thì anh em cũng hiểu lực sát thương mà Hòa Thái Đầu có thể gây ra nhờ hồn đạo khí, nó khủng khiếp như thế nào. Vì lẽ đó, mẫn công chỉ có thể búa may cho team địch hòa mắt một tí. Ở trong phần 2 này, thực sự có thể nói cũng không hiểu tại sao Giang Nam Nam là vũ hồn nhu cốt thỏ nhưng lại là mẫn công hệ, trong khi đó Tiểu Vũ cũng là nhu cốt thỏ nhưng cô nàng lại là cường công hệ. Thứ hai, yếu tố nhân vật chính. Dù nữ chính có mạnh mẽ tới đâu, thì trong câu chuyện, nữ chính họ vĩnh viễn chỉ có thể là nữ chính mà thôi. Cả Tiểu Vũ và Đường Vũ Đống đều không thay đổi nhiều trong tình huống này. Ngoài việc hiến tế và cùng tồn tại với hai vị thần, Tiểu Vũ gần như không có cùng với Đường Tam giao chiến với các đối thủ mạnh hoặc là trực tiếp vượt qua cửa ải nào đó. Có đối thủ mạnh để thể hiện sức mạnh của mình, Tiểu Vũ chỉ là một nữ nhân vật chính, đi theo Đường Tam để hoàn thành khảo hạch của hải thần, sau đó là hiến tế và hiến tế. Chỉ có hiến tế, sau khi Đường Tam thành công hoàn thành kiểu khảo, Tiểu Vũ đùng một cái tấn thăng hẳn mấy chục cấp, tiến vào cảnh giới phong hào Đấu La một cách dễ dàng, cùng với đó là rất nhiều hồn hoàn thần ban. Sau đó ở cuộc chiến song thần lại tiếp tục xuất hiện và tiếp tục dùng hợp để Đường Tam có thêm sức mạnh của Tu La Thần, và rồi lại để mặc Đường Tam một mình chiến đấu. Điều duy nhất Tiểu Vũ có ích là giúp đỡ Đường Tam có thể có thêm sức mạnh của Tu La Thần. Còn ở Đấu La Đại Lục phần 2 Tuyệt Thế Đường Môn, mặc dù Đường Vũ Đồng đã tiến bộ, cả hai đã hình thành rất nhiều vũ hồn dung hợp kỹ với nhau, kể cả từ đầu của tác phẩm, nhưng vì vũ hào tấn cấp quá nhanh ở giai đoạn sau, thất quái còn lại hoàn toàn không thể đuổi kịp. Và ngay cả nữ chính cũng như vậy, không thể thoát khỏi số phận ngủ sâu và chờ đợi nam chính mạnh lên. Mặc dù vũ hồn của Đường Vũ Đồng đã được cải thiện, sở hữu 3 cái vũ hồn là Quang Minh Nữ Thần Điệp sau tiến hóa thành Quang Minh Long Thần Điệp, Hạ Thiên Trí vũ hồn truyền thừa của Đường Tam và cái vũ hồn thứ 3 là Hải Thần, đây là thần niệm của Đường Tam để lại. Nhưng sau đó lại một mình nam chính tiến bước cho tới khi thành thần mới lại gặp nhau rồi đến với nhau. Mặc dù là nữ chính nhưng Vũ Đồng lại bị tác giả cho ra rìa một cách nhanh chóng, hết ngất đi đến trở về thần giới. Có vũ hồn dung hợp kỹ bá đạo là thế, nhưng ở cách xa nhau thì dung hợp kiểu gì đây? Thứ ba chính là trùng bài với nhân vật chính. Trong bất kỳ câu chuyện nào, việc trùng bài với nhân vật chính đều là điều tối kỵ. Cho dù bạn mạnh đến đâu, bạn cũng không thể nào mạnh hơn nhân vật chính. Trong Đấu La Đại Lục phần 2,
Mặc dù chúng ta nhận thấy rằng các chức nghiệp của thất quái đã được thay đổi, tuy nhiên lại có một người cùng hệ phụ trợ với Vũ Hạo, đó chính là Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu là một hồn sư hệ phụ trợ, và nhân vật chính Vũ Hạo cũng là một hồn sư phụ trợ. Mặc dù Vũ Hạo là bậc thầy về tinh thần lực, nhưng kẻ mạnh sẽ luôn là nhân vật chính. Tiêu Tiêu rõ ràng là không thể nào tranh giành được với Vũ Hạo. Sự đàn áp của Vũ Hạo đối với Tiêu Tiêu sẽ càng ngày càng rõ ràng hơn khi thời gian trôi qua, cho đến khi Tiêu Tiêu không còn tác dụng gì nữa. Rất may Tiêu Tiêu là song sinh phụ hồn. Tam sinh chấn hồn đỉnh của cô là hệ phòng ngự, vì lẽ đó cô còn có một chút tác dụng ở trong đội ngũ. Thế nhưng nếu vũ hồn thứ hai của cô không phải là hệ phụ trợ, cô nàng sẽ có thể phát huy thêm được sức mạnh của mình. Trung bài là một điều khó có thể lay chuyển thế cục, và vì lẽ đó cô cũng không quá quan trọng với đội ngũ thất quái. Thứ tư, người có ích. Vì một số người được sắp đặt để trở thành bước đệm, nên chắc chắn sẽ có một số người tỏa sáng. Ngoài nhân vật chính, thất quái trong cả phần 1 và phần 2 đều có hồn sư hệ thực vật. Hệ thực vật là hồn sư cung cấp cho cả đội, vì vậy Hòa Thái Đầu và Áo Tư Tạp là không thể thiếu. Mấu chốt của họ quá quan trọng, thêm nữa cả hai đã là hệ thực vật, lại có sức tấn công bá đạo, dẫn tới họ tỏa sáng trong cả đội ngũ. Không có sự giúp đỡ của thực vật hệ, nhân vật chính cũng sẽ không tỏa sáng được. Tiếp đó là ở Đấu La Đại Lục phần 2, chúng ta có hồn sư hệ phòng ngự. Có thể nói từ Tam Thạch quá cấp thiết cho đội ngũ thất quái, vì Tam Thạch sẽ là người bảo vệ những hồn sư yếu kém nhất đội. Còn ở phần 1, đó chính là chữ Vinh Vinh, hồn sư hệ phụ trợ. Ở phần 1, Vinh Vinh không trùng hệ với Đường Tam, vì lẽ đó Vinh Vinh cũng đã tỏa sáng, cô nàng tăng phúc quá tốt cho cả đội ngũ. Thứ năm chính là liên quan đến nhân vật chính. Anh em cũng có thể đã phát hiện ra rằng nếu muốn có đủ vai trò trong sử lai khắc thất quái, trên thực tế điều chính là có quan hệ với nhân vật chính, và mối quan hệ thân thiết chỉ có đi theo nhân vật chính mới có thể thăng tiến nhanh chóng. Giống như Hòa Thái Đầu, người không chỉ là hồn sư hệ thực vật, mà ở giai đoạn sau Hòa Thái Đầu còn được Vũ Hạo giúp đỡ rất nhiều trong việc luyện chế hồn đạo khí, vì vậy có thể tưởng tượng nó quan trọng như thế nào. Đương nhiên đã cùng nhân vật chính quan hệ tốt, về sau không thể cùng với nhân vật chính mâu thuẫn, giống như Tiêu Tiêu là một cái sai lầm điển hình. Trung bài với nhân vật chính thì chỉ có nước bị đì mà thôi, làm sao có thể làm lu mờ sự tỏa sáng của Vũ Hạo được. Mặc dù thất quái là một đội ngũ được coi là mạnh nhất ở trong sử lai khắc học viện, nhưng cũng có một số người trong số đó hoàn toàn không được coi là thiên tài và chỉ là đi theo nhân vật chính và được giúp đỡ. Tuy nhiên ở phần 2 này, sử lai khắc thất quái không được tác giả trọng dụng như ở phần 1 và họ sẽ hết đất diễn rất nhanh. Trên đây là ý kiến cá nhân của AD về sử lai khắc thất quái trong cả phần 1 và phần 2 của Đấu La Đại Lục. Nếu có gì sai sót, rất mong các bạn thông cảm và góp ý nhẹ tay giúp AD hoàn thiện hơn nhé. Vậy thì các bạn nghĩ sao về điều này? Đừng quên để lại ý kiến cá nhân của mình ở dưới phần bình luận của video này nhé. Cuối cùng thì LTG xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.